Anh em muốn hẹn giờ tắt bật bể cái, hẹn giờ tắt bật camera ấy, thì nên sắm sản phẩm này cho mình nữa. Đây, ví dụ nhá, ví dụ anh em mà hẹn giờ tắt bật bể cá để sụp oxy, anh em chỉ muốn bật ban ngày hoặc là ngoài cái đèn tròi, hoặc là dùng bể thủy sinh mà muốn bật tắt đèn ấy trong một khoảng thời gian nhất định ấy, bật tắt đặt lịch, bật tắt đèn đấy, hay là camera anh em muốn bật vào những lúc mà anh em mà đi ra ngoài đường, anh em không có ở nhà đấy, để nó chống trộm đấy, ví dụ đi làm ban ngày không thì ban ngày chúng ta bật để nếu mà có trộm vào thì nó sẽ báo về điện thoại, còn lúc mình về thì nó sẽ tắt đi, nếu không không tắt thì lại báo cả ngày về điện thoại. Thì hẹn sáng 7 giờ đến đi làm về đến 5 giờ thì anh em hẹn từ 7 giờ sáng đến 5 giờ sáng bật camera, xong rồi sau đấy sau 5 giờ chiều đến 7 giờ sáng hôm sau thì tắt camera đi. Đây chính là cái sản phẩm em cần tìm, cần nó nặng trịch luôn anh em. Mà bây giờ rẻ lắm, chỉ hơn 100 cành thôi. Hồi trước thì những thiết bị để đắt đây kết nối qua VSTTT, Alexa với cả Google Assistant, kết nối qua 3 cái luôn. Chúng ta có thể voice thao tác nói đấy, hoặc là dùng điều khiển qua app điện thoại đấy, hẹn giờ này, sunset mod đấy, rất là nhiều chế độ nhá. Nói chung là cái này hữu ích, nhà mình có mấy con rồi nhưng mà mình vẫn cần thêm nhá, nên mua về review luôn, và nó rẻ nữa đấy. Trước thì thấy toàn 300-400 cành trở lên, rồi bây giờ này chính hãng này mà có hơn 100 cành của Bradling thì anh em biết chất lượng rồi, cầm nó nặng lắm. 16A này, nguồn tròn 2 chấu, người ta sẽ cắm trực tiếp thiết bị của anh em vào đây. Và hẹn giờ thì có hướng dẫn sử dụng chi tiết đây, cài đặt chi tiết này, đơn giản nó giống cái kiểu cắm nhà anh em thôi, có cái đèn ở đây nữa này. Cách hoạt động như nào? Ok, anh em chỉ việc cài đặt app và kết nối với cả thiết bị đây. Đấy thì mình đã kết nối như này, nó có đèn như này. Và một cái khá là hay nhá, mà thiết bị khác mình đã review không có, đó là nó có cả đèn luôn anh em. Đây, bật đèn này. Đó, bật đèn này. Đèn là cái đít này, thú vị không? Đấy, chỉnh cả nhiệt độ đèn này. Đấy, yếu này, mạnh này, yếu này, sáng mạnh này. Đấy, bật tắt đèn buổi tối. Rồi, có một cái nhược điểm của những cái dòng này, đó là nó cắm rắc tròn hoặc là dẹt chứ. Ví dụ cái công tắc đèn của mình đang dùng đây. Đấy, cái công tắc đèn của mình đang dùng là đầu dẹt thì mình lại phải dùng cái cổng chuyển này. Ok, tắt này. Đó, bật. Đấy, lên đèn. Đấy, thế thôi. Tiếp là hẹn giờ, timer. Đấy, thì anh em sẽ hẹn ở đây. Đó, anh em sẽ đặt là hẹn bật từ mấy giờ đến mấy giờ, unset ở đây này. Đấy, bật tắt. Đấy, bật từ mấy giờ đến là tắt từ mấy giờ đến mấy giờ. Và có chỉnh ở đây. Đấy, là đặt từ thứ 2 đến 6 hay là hàng ngày đều làm cái việc đấy. Đó, vòng lặp cycle các kiểu. Nó ở đây có thêm cả cái delay nữa. Delay có nghĩa là cái công tắc này đang bật thì anh em muốn nó tắt lúc bao nhiêu phút, mấy tiếng, hoặc là tùy chỉnh ở đây. Đấy, như này. Đấy, hẹn giờ để chúng ta tắt bếp. Ví dụ anh em nấu cháo hay là hầm gì đấy, muốn mấy giờ thì chúng ta tắt. Cái này thì đang bật thì chúng ta hẹn tắt, còn cái này đang tắt thì chỗ này delay này thì do là chúng ta là đấy, khi nào bật đấy, hẹn giờ để hẹn để nó bật lên. Nó đơn giản là vậy. Và mình sẽ mua về chủ yếu để lắp vào con camera này. Đây là phòng làm việc của mình, thì khi nào mình ở đây thì mình sẽ không bật camera, còn khi nào mình đi thì mình sẽ bật camera. Bình thường khi nào đi ra ngoài toàn phải cắm dây camera thủ công vào cái ổ điện này, xong rồi khi nào về thì lại phải rút ra, tại vì không rút ra thì nó cứ cảnh báo có người di chuyển, cảnh báo người di chuyển ấy về điện thoại, rất là bất tiện. Nên anh em nào dùng camera thì nên sắm cái thiết bị ổ cắm thông minh này như này để hẹn giờ tự động thôi. Và tiện cái là chúng ta điều khiển trực tiếp từ xa trên app, ví dụ những ngày nghỉ đúng không, thì chúng ta việc mở app lên và chúng ta tắt cái công tắc đi để không bị cảnh báo về điện thoại nữa thôi, đơn giản gọn nhẹ tiện lợi. Ok, anh em thấy sản phẩm này hay hữu ích không? Quan tâm mình để dưới video cho anh em nhé. Ai cảm thấy video hay thì đăng ký kênh, nhấn chuông để xem những sản phẩm hữu ích khác, độc đáo khác trên kênh của mình. Cảm ơn rất nhiều. Bye bye anh em.